Thưa quý khán giả và bà con nông dân, nhờ tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật từ chuyên mục kiến thức vàng đã giúp cho bà con nông dân sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt là canh tác áp dụng theo quy trình cây lúa khỏe của công ty Quá Nông Lúa Vàng. Nông dân tiết kiệm được nhiều chi phí thuốc, phân bón nhưng vẫn đảm bảo về năng suất. Phóng sự sau đây sẽ ghi nhận kết quả quản lý tốt dịch hại ở vụ đông xuân này, cũng như qua một năm thực hiện phát sóng chuyên mục kiến thức vàng. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Hiện phần lớn lúa đông xuân ở Hậu Giang đang trong giai đoạn để nhánh đến làm đồng trổ. Cây lúa đang trong thời kỳ tích lũy dinh dưỡng nên thân mềm, bộ lá dài và xanh mướt. Trong khi đây là thời điểm sáng sớm có nhiều sương, bộ lá xanh mướt như vậy sẽ tạo thuận lợi cho nấm bệnh đầu ôn và sâu cuốn lá tấn công. Mọi năm trước thì nắng không ít mưa, năm nay thời tiết thì có nắng có mưa xen kẽ đó. Bởi vì bà con nên xịt ngừa hết trơn rồi chứ không có để mà tới sụp mặt như mỗi năm trước nữa. Nên nó phòng ngừa hơn trị bệnh, mà lấy bệnh rồi là xịt nó tốn tiền thêm chứ hiệu quả nó không cao bằng mình ngừa. Như mà quản lý đầu ôn của tôi là một là thăm ruộng thường vào cái buổi mà trời nắng á, mình thấy một cái dấu chấm kim nó xuất hiện là mình phải phun ngừa. Phun ngừa đặng mà sau này dầu có nữa cũng nhẹ hơn mấy người mà không có xịt ngừa. Không có xịt ngừa là có thể là mình xịt rồi nó sụp mặt luôn, rồi nó thối luôn cái chỗ đó, rồi mất năng sức nữa. Đông xuân năm nay thì thấy bên cái sâu bệnh thì nó giảm ít dữ lắm, ít hơn mỗi năm là nhiều dữ lắm nhiều. Thì năm nay thì nó mấy ngày nó chỉ thấy đồ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chưa gì quá. Thì ăn thua cái thời tiết. Từ đây tới chỗ là nó quan trọng là ví dụ bây giờ mình trị là như tôi nói câu vừa rồi, nó là mình trị sao là từ đây tới gần chỗ là phải cho dứt dạc, xài là thuốc phải thuốc đặc trị. Nó ảnh hưởng về cái lá đồng đó với cái bông hạt bông là mình nói ấy là nó quan trọng là thời điểm đó, đó. Mình trị không cho dứt dạc là bệnh đó nó dưới bên sau gầy là nó hại bên cái phần bông. Trước khi mà bón phân đón đồng, bà con cũng có thể phun một lần cơm cát để nó giúp cho cái đồng gia tăng cái phát triển, bộ rễ phát triển và tăng được cái tính chống chịu. Và ở cái giai đoạn trổ, bà con có thể sử dụng cái công cát phun kết hợp với lại cái thuốc giải pháp 9-1 của công ty chúng tôi phun ở giai đoạn trổ lắc đác để giúp cho cái cây lúa có thể trổ khỏe, trổ không có bị ngạn đồng, gia tăng được cái tỷ lệ hạt chắc. Thì với cái quy trình hành trình cây lúa khỏe, 4 lần sử dụng công cát trong cái giai đoạn lúa để hỗ trợ cây lúa trong những cái điều kiện bất lợi từ môi trường, điều kiện bất lợi từ thời tiết, có thể giúp cho bà con bảo vệ được cái năng suất. Ngoài ra thì trong những cái trường hợp mà thời tiết bất lợi, ví dụ như là ngoài 4 cái giai đoạn chính mà chúng tôi hướng dẫn bà con có thể sử dụng, mà trong những cái thời điểm mà bị thời tiết như lạnh quá hoặc là bị cái thời tiết nóng quá thì bà con cũng có thể sử dụng cơm cát, tại vì cơm cát nó có khả năng giúp cho cái cây lúa vượt qua trong những cái điều kiện thời tiết bất lợi như vậy. Những nông dân có kinh nghiệm và áp dụng theo quy trình chăm sóc cây lúa khỏe của công ty Quá Nông Lúa Vàng thường xạ thưa, bón phân cân đối, đồng thời còn cung cấp chất kích thích sinh trưởng, phun ở giai đoạn để nhánh để giúp cây lúa gia tăng chồi hữu hiệu, bộ rễ ăn sâu, tránh đổ ngã và hút được nhiều dinh dưỡng từ đất. Từ đó, nông dân sẽ giảm được nhiều chi phí phân bón, thuốc nhưng vẫn đảm bảo lúa phát triển tốt và hạn chế được dịch bệnh phát sinh. Thường tôi thấy xịt cơm cát này nó cũng giúp cho cái chồi hữu hiệu, đặt thí dụ và cái chồi hữu hiệu nó mới nhảy lên, nó tẻ ra bay cao thôi, chừng thật vô khoảng có 3 phân đi mình xịt cơm cát vô, chừng vài bữa sau là cái chồi hữu hiệu nó sẽ trồi lên, nó muốn bằng nửa cây mẹ đó. Nó giúp cái bộ rễ đó, rồi cây mẹ nó cung cho cái con á là con khỏe, con giọt lên muốn bằng nửa mẹ luôn. Cái chồi hữu hiệu đó nó khỏe được đó, là tới năng sức mình là nó phải chồi. Thì trước đó, lúa chỗ trong dịp Tết đó, thì mình trước đầu tiên thì mình phải xịt rồi ngừa cổ ôn cổ bông. Thứ hai là ngừa phải sâu lá luôn, nhện vé luôn, rồi gầy luôn, là nó cộng 2-3 thứ vậy đó là mình mới ăn Tết mới an tâm được. Chứ mà ý nữa nó thôi, không có tôi không xịt đâu, mà có khi nó bị bùng phát hoài vụ đó. Lo ăn Tết nó bùng phát là bị có khi bị cháy gầy, rồi khi bị sâu cuốn lá nó ra nó quất hết trơn cái lá, còn cái bông không là nó bị lép đi rồi nó mới thất thu cái năng sức của mình. Đó, là mới phải xịt trước cái thời điểm đó mình ăn mới an tâm. Là ngay cái thời điểm mà Tết Dương lịch đó thì bà con mình phải thăm đồng thường xuyên,
Và gặp cái điều kiện thời tiết như vậy thì bà con mình phát hiện cái trên ruộng mình mà nó có xuất hiện cái dấu chấm kim, thì bà con mình sử dụng cái róc xay phi xăng, bà con mình phun để quản lý cái bệnh đạo ôn và cái ngừa cái bệnh do vi khuẩn. Và sau khi mình phun róc xay phi xăng thì bà con để ý là cái bộ lá nó cứng lên, nó dày lên, thì vậy thì nó cũng khống chế được cái bệnh đạo ôn nhanh. Và bà con cũng có thể là kết hợp thêm cái sản phẩm cơm cát, bởi vì khi mà gặp cái điều kiện thời tiết lạnh đó, thì cái cây lúa mình nó sinh trưởng, nó phát triển chậm hơn. Và khi mà mình sử dụng cơm cát thì giúp cho cái bộ rễ ăn sâu và giúp cho lúa mình nó chống được cái lạnh tốt hơn. Và cây lúa nó bước vào cái giai đoạn hình thành đồng tốt và gia tăng được cái số hạt trên bông. Thời tiết đông xuân thường có nhiều mù sương, bộ lá đồng xanh mướt là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh, đậu ôn lá, chế bì lá, đốm dằn, đậu ôn cổ bông và lem đếp hạt phát sinh. Ở giai đoạn này, nông dân cần chăm sóc đặc biệt hơn và bảo vệ tốt bộ lá đồng. Nếu dịch hại tấn công ở bộ phận nào của cây lúa thì cũng làm giảm năng suất, chất lượng hạt lúa. Vì vậy, các nhà khoa học cũng khuyến cáo nông dân nên áp dụng giải pháp phun ngừa, phải chọn đúng thuốc và phun đúng thời điểm để mang lại hiệu quả tốt nhất. Tôi thì năm nào cũng vậy, tôi làm tới mười mấy công 4900 lần. Thì cái giống 4900 này nó mặc cảm với đau ôn dữ lắm. Với nhất là sâu bệnh và thêm gầy nữa. Mà nhất là đau ôn. Đau ôn rất là nặng. Nhưng mà từ có khi có gốc xay xăng tới giờ là tôi không còn sợ gì hết. Thì gốc xay xăng thì nó giúp tôi là sau khi mà tôi xịt á, thì lá lúa nó đứng thẳng lên. Đứng thẳng mà lá lúa nó dày. Là nó không có dụng đắp mền thì nó bệnh, vết bệnh đau ôn nó không còn lan truyền nữa. Tôi rất là yên tâm. Tôi thấy tôi xịt 4 năm nay thì thấy nó rất là hay, chưa bị thắng thuốc. Tới lúc chỗ chính thì tôi yên tâm nhất là đậu ôn với vi khuẩn. Nếu mà không có đó thì lúa tôi chỗ tốt, mạnh khỏe. Lúa thì xịt cốc xe xăng thì không có bị lem đếp hạt chứ mà gãy cổ bông. Ngoài bệnh hại thì sâu cuốn lá cũng là hiểm họa cho cây lúa ở giai đoạn đồng trổ. Tuy sâu cuốn lá có vòng đời khoảng 1 tháng, nhưng sâu non gây hại cho cây lúa từ 15 đến 17 ngày. Cây lúa vừa phát triển xanh tốt cũng là nơi cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, thu hút các loại sâu bệnh, mà sâu cuốn lá là đối tượng dễ bùng phát. Nông dân cần theo dõi sự phát triển của sâu cuốn lá. Khi thấy bướm rộ nhiều sau từ 5 đến 7 ngày nên phun thuốc diệt sâu ở tuổi 1, tuổi 2 sẽ đạt hiệu quả cao. Theo khuyến cáo thì đối với sâu cuốn lá gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh, chỉ nên phun thuốc khi mật số khoảng 20 con một mét vuông. Vì trong giai đoạn này, cây lúa có khả năng phục hồi. Ở giai đoạn đồng trổ, mật số từ 6 đến 9 con 1 mét vuông, nông dân phải phun thuốc đặc trị diệt trừ ngay. Cần lưu ý áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Trước thì tôi yêu cầu thấy mà bớm là tôi phun. Nhưng điều tôi thấy là nó không có được hiệu quả. Tại vì mỗi lần đấy thành như là nó bị kháng thuốc. Nhưng điều tôi xài sâu gông thì tôi an tâm tuyệt đối. Là sâu vừa chốm khoảng 5 đến 7 ngày, sâu là vừa cuốn lá là tuổi 1, tuổi 2. Là tôi xịt sâu gông là một lần là tôi an tâm, từ đó về sau là tuyệt đối luôn, là tốt hiệu quả. Với giải pháp hướng dẫn trực tiếp, nông dân nhận biết và xử lý bệnh hại trực tiếp trên đồng ruộng. Thời gian qua, công ty Quá Nông Lúa Vàng đã giúp nông dân hình thành nên quy trình sản xuất tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương. Qua một năm phát sóng chuyên mục Kiến thức Vàng, các nhà khoa học chuyển giao nhiều giải pháp kỹ thuật mới, kinh nghiệm thực tế đã giúp nông dân tiết giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời hiểu được nguồn gốc, cơ chế, triệu chứng và cách phòng trừ sâu bệnh. Để rồi, mỗi người lại hướng dẫn cho người khác làm theo hành trình cây lúa khỏe tiếp tục lan rộng, mang đến sự an tâm cho nhà nông trong mọi thời điểm. Xem chuyên mục Kiến thức Vàng á, là nhà khoa học với nông dân đó thì chia sẻ với nhau là tôi mới học hỏi thêm, và cho nên lúa tôi năm nay rất là ít sâu bệnh và nó phát triển tốt. Trong thời gian tới sẽ có thể ngon hơn là các năm khác. Thì nói chung á là khi mà cái công ty Lúa Vàng đem về đây những cái sản phẩm về cái thuốc bảo vệ thực vật rồi đó ha, thì nói chung là đã giúp cho bà con dân đây rất là nhiều. Chẳng hạn như là trị về cái đảo ôn, cái vi khuẩn đó, đó là những cái sản phẩm đó là bà con dân đây là tiếp nhận rất tốt.
Tuy là mình thấy một cặp gốc sa phi xăng hay là mình nói hạng kia, tuy là cái giá nó hơi có cao hơn các loại thuốc khác ha, nhưng mà thực chất ra đó là cái khi mình sử dụng cái liều á nó lại thấp hơn, nên mình tính cái giá thành trên một bình thuốc có thể nó rẻ hơn là 5-10 ngàn một bình thuốc đó, nên từ chỗ đó là nó giảm được cái chi phí cho bà con. Có thể nói là cũng qua những cuộc tập huấn của công ty rồi ha, thì mình cũng tham dự nên là nhờ cũng các anh ở công ty tư vấn rồi đó, mình rút kinh nghiệm lần lên nên mình sử dụng cái thuốc ngày nó một hiệu quả, mình vừa giảm được cái chi phí vừa là giảm công lao động nhân dân. Mình tính ra là đến thời điểm này thì có thể nói là nó có thể năng suất và chất lượng nó có thể đạt thêm nâng lên trong khoảng là từng 20% so với những cái năm trước. Bất kỳ vụ lúa nào đối với nông dân cũng là vụ chính, cũng quan trọng, bởi đó là nguồn sống, nguồn thu nhập chính của nhà nông. Cây lúa khỏe là niềm hạnh phúc đối với những người một nắng hai sương, quanh năm tảo tần. Đây cũng là mục tiêu mà hành trình cây lúa khỏe của công ty Quá Nông Lúa Vàng luôn hướng đến, nhằm giúp nhà nông chăm sóc tốt nhất đồng ruộng của mình, để mỗi mùa lúa đối với nông dân đều là mùa xuân. Chương trình Kiến thức Vàng kỳ này đến đây xin được khép lại. Nhân dịp đầu năm mới 2016, xin chúc bà con nông dân có một mùa bội thu. Cảm ơn công ty Quá Nông Lúa Vàng tài trợ chương trình này. Quý khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ hoigiangtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân vào chương trình sau.